United States of America. Em là chia Mỹ, đúng không? Em chia phong kangaroo. Kangaroo? Ủa là cái nước nào vậy? Nước nào tên kangaroo vậy? Em đến từ xứ sở chuột túi, nên phong kangaroo cho vui ấy mà. À, thì ra em là chia Úc. Mà hay thiệt đó nha, chị mới vừa thông báo là rất là cần hạt chia, thì hai em từ Mỹ và Úc bay liền tới đây. Vì em là hạt chia đầy giá trị dinh dưỡng mà Dr. Khỏe và MC đang muốn tìm đó. Ai? Ai mà nhắc tới Dr. Khỏe vậy? Có mặt liền đấy nè. Con chào Dr. Khỏe. Ồ, chào hai bạn chia. Hiện tại thì hạt chia cũng còn khá mới mẻ với một số người tại Việt Nam mình. Thôi sẵn dịp này hai em giới thiệu về mình cho mọi người cùng biết đi. Em tuy nhỏ nhưng có rất nhiều nguyên tố dinh dưỡng rất đa dạng. Các nhóm vitamin, khoáng chất như canxi, kali, sắt, magie, phốt pho rất cần thiết để cung cấp năng lượng cho cơ thể trong những ngày làm việc mệt mỏi. Chà chà, nhỏ xíu xíu vậy mà chứa tùm lum thứ luôn ha. Ghê thiệt đó nha. Chị Ốc có biết là lượng sắt cao hơn gấp 3 lần Romina và kali thì gấp 2 lần chuối. Wow, chia Mỹ cũng quá ư là tuyệt vời luôn. Còn em thì có lượng canxi ngang bằng với sữa. Nếu dùng 100g hạt chia thì sẽ đáp ứng được khoảng 63% nhu cầu canxi hàng ngày của cơ thể rồi đó. À, nói vậy có nghĩa là nếu như mình cần bổ sung canxi mà mình quá ngán sữa rồi thì mình có thể thay thế bằng hạt chia, đúng không nè? Đúng vậy, đó không chỉ thay thế mà còn là cách để bổ sung dưỡng chất đầy đủ một cách cân bằng, không bị thừa mà cũng không bị thiếu. Thiếu sao được, ngay cả axit béo omega 3 con còn có đầy nữa là đằng khác. Ồ, omega 3 là một loại axit béo cực kỳ tốt cho cơ thể, đặc biệt là tốt cho hệ tim mạch, mà thường là chỉ có trong cá biển thôi. Mà trong hạt chia em cũng có luôn hả? Ghê ghê nha. Thế mới là chia Mỹ chứ. Ủa, bạn tưởng có một mình bạn tốt thôi hả? Mình cũng tốt nè. Úc thì sao bằng Mỹ mình được chứ? Thôi 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 thôi, cả hai cùng tốt được chứ nào? Không, con tốt hơn. Ở nước con, chuột nhờ sử dụng hạt chia mà to lớn thành kangaroo, không cần đứng bằng bốn chân luôn á. Chị Úc, phải không em? Sao mà bằng mình? Ở nước mình, anh Trùm toàn uống hạt chia của mình không đó. Anh bảo rất là tốt và ngon. Ây chà, ghê vậy ta. Hay để ta gọi điện cho Trùm cái nào. Alo, Trung hả? Trung có uống hạt chia không? Hạt chia có tốt không vậy? Trời ơi, Dr. Khỏe, Dr. Khỏe có mối quan hệ rộng rãi quá hả? Dr. Khỏe quen với Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn hả? Đâu có, ta gọi cho xì Trung trong vườn của ta mà. Hai đứa nhỏ nói phép mà ông thanh niên cũng tin sao? Nói phép? Vậy không lẽ nãy giờ là... Ây da, thực chất á, là cả hai loại hạt chia Úc và Mỹ đều tốt hết. Đều có tất cả các thành phần dinh dưỡng trên, nên ốc thanh dân không cần phải băn khoăn về xuất xứ. Quan trọng là nên sử dụng hợp lý để tốt cho sức khỏe của mình mà thôi. Ốc nhớ rồi, tóm lại là chia Úc với chia Mỹ, hai bạn sẽ không có cãi nhau nữa. Cả hai bạn đều tốt ngang nhau. Còn bây giờ thì ốc Thanh Vân, Dr. Khỏe, Chi Úc, Chi Mỹ xin được chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.